Thưa quý vị, thực hiện theo tinh thần nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã từng bước đưa học sinh các khối lớp trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch. Tùy theo diễn biến dịch, việc trở lại trường được linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trên nguyên tắc vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đáp ứng quyền được đến trường của học sinh. Cùng với cả nước, ngành giáo dục thành phố đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, đa dạng hóa các phương thức dạy và học. Tuy nhiên, việc học trực tuyến dài ngày vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm sinh lý của học sinh, giáo viên, gia đình cũng như chất lượng giáo dục. Đầu tuần qua, bên cạnh học sinh các khối lớp 8, 9, trung học phổ thông đã được đến trường, học sinh lớp 1 cũng đã trở lại trường học. Sự lo lắng từ phía phụ huynh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, công tác phòng dịch kỹ lưỡng từ phía hết các trường học đã tạo được niềm tin từ phụ huynh. Vấn đề là quan trọng nhất là cái phòng chống dịch thôi. Cái còn thực tế mình để ở nhà cũng chưa chắc là mình phòng ngừa được cái dịch cho con em. Chỉ là phòng chống dịch, nhà trường có những biện pháp để mình cách ly hoặc là đeo khẩu trang, sát khuẩn v.v. để mình phòng chống dịch cho tốt. Việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vì vậy, tất cả các trường học đều được yêu cầu xây dựng sẵn các phương án xử lý khi phát hiện trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Sau khi học sinh trở lại trường, đã có một số trường hợp phát hiện có ca dương tính COVID-19 là học sinh, giáo viên. Theo phương án đã xây dựng từ trước, các trường học đã chủ động cho các học sinh, giáo viên liên quan được theo dõi y tế tại nhà, chuyển một số lớp sang học trực tuyến. Các trường học cũng tổ chức dạy học trực tuyến ngay tại trường khi thầy cô giáo đang ở khu vực phong tỏa. Thực hiện theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của ngành là xác định cái nhiệm vụ dạy và học trực tiếp là nhiệm vụ là tất yếu rồi, tức là phải sống chung với dịch. Và chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như học sinh rồi. Cho nên là cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh cũng đến trường rất là tự tin. Thời gian qua, các văn bản, quyết sách liên quan tới việc cho học sinh đi học lại luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Ngành giáo dục thành phố cũng đã liên tục có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với diễn biến dịch. Đây là nỗ lực lớn trong lộ trình mở cửa trường học sớm nhất, an toàn nhất. Đến nay, Đà Nẵng là địa phương đã phủ gần 100% mũi 2 cho người 18 tuổi trở lên và đã tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Đây là cơ sở khoa học bảo đảm an toàn cho các em khi đến trường. Hiện nay khối 7, khối 8, khối 9 của nhà trường là đã tiêm được một mũi vaccine Pfizer rồi. Còn đối với các thầy cô giáo là cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường thì đã được tiêm 2 mũi vaccine Astra rồi. Nên là cái việc mà đảm bảo theo quy định để dạy học và các em đến trường là đã có cơ sở. Nên là cũng khiến các phụ huynh cũng hết sức yên tâm để các em được đến trường. Trong điều kiện dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, để tiếp tục thực hiện đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của nghị quyết 128. Hiệu quả của công tác phòng chống dịch trong trường học còn phụ thuộc vào ý thức của chính các em học sinh, giáo viên và phụ huynh.